đây là công viên Lenin nè các bạn. Đối diện với ngoài hàng Thăng Long là công viên Lenin.
Bên kia là cầu mới đó các bạn, mình chưa có đi bên bển nhưng mà chắc là như vậy. Sông Hồng khá rộng, nó không có cao giống như là cầu Rạch Miễu mà mình thấy nó bao la sao. Cầu Rạch Miễu thì cao hơn, Rạch Miễu ở dưới Bình Tre các bạn. Tại nghe cầu rung rung các bạn. Nghe cầu rung rung. Tựa tay đây, cầu rung rung. Chân á. Thì nó rung một tí thì rung. Đây là cái dầm cuối cầu nè.